Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO hôm 26 tháng 3 đã chỉ trích Tổng thống Nga Vladimir Putin về phát ngôn mà tổ chức này gọi là nguy hiểm và vô trách nhiệm liên quan hạt nhân. Động thái này diễn ra sau khi Tổng thống Nga hôm 25 tháng 3 tuyên bố ông sẽ bố trí vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Belarus, nước láng giềng của Ukraine. Ông Putin liên hệ quyết định này với việc Mỹ triển khai vũ khí ở châu Âu, đồng thời nhấn mạnh rằng Nga sẽ không vi phạm lời hứa không phổ biến vũ khí hạt nhân. Một phát ngôn viên của NATO trong các bình luận gửi qua email cho Reuters hôm 26 tháng 3 cho biết Nga liên tục phá vỡ các cam kết kiểm soát vũ khí của mình. Đây là một trong những tín hiệu hạt nhân rõ ràng nhất của Nga kể từ khi xung đột bắt đầu vào 13 tháng trước. Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Ukraine đã kêu gọi tổ chức một cuộc họp bất thường của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và kêu gọi cộng đồng quốc tế có những biện pháp quyết đoán nhằm ngăn chặn việc sử dụng vũ khí hạt nhân của Nga. Tuy nhiên, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby cho biết chưa có dấu hiệu nào cho thấy Tổng thống Putin đã di chuyển vũ khí hạt nhân. Trong khi đó, các lực lượng Ukraine vẫn nỗ lực ngăn chặn cuộc tấn công của Nga trong và xung quanh thành phố Bakhmut, nơi xảy ra giao tranh ác liệt trong vài tháng qua. Bộ Tổng tham mưu Ukraine hôm 26 tháng 3 cho biết các lực lượng Ukraine đã đẩy lùi 85 cuộc tấn công của Nga trong 24 giờ trước đó ở một số khu vực của mặt trận phía đông, bao gồm cả Bakhmut. Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Anh cho biết cuộc tấn công kéo dài nhiều tháng của Nga vào thành phố đã bị đình trệ, chủ yếu là do tổn thất nặng nề về quân số. Không thể xác minh độ chính xác của báo cáo. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ Báo Thanh Niên,